Mười Khối TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Chắc hẳn những ngày qua không chỉ Mười Khó mà tất cả mọi người đang nóng lòng theo dõi cái vụ mà em Vũ đòi nhà từ bà cô Hờ các bạn. Thì liệu trong cái thời gian tới em Vũ có lấy lại được cái căn nhà từ bà cô Hờ hay không, và cái giai đoạn mà đi kiện tụng để lấy lại căn nhà đang ở trong cái giai đoạn nào, thì hôm nay Mười Khối TV sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích cho các bạn xem. Thì các bạn biết không, thực sự mà mình chưa thấy cái trường hợp nào mà nó cay đắng và nó khốn nạn như cái trường hợp mà em Vũ đi đòi nhà từ bà cô Hờ các bạn. Bây giờ em thật sự là có đầy đủ các bằng chứng rồi đó, em có cái tờ di chúc, giấy tờ gốc của cái căn nhà đó, trong khi cái người mà sống trong căn nhà của em Vũ bây giờ là chưa đưa ra được một cái bất kỳ cái giấy tờ hoặc là cái chứng minh nào để chỉ rõ họ là chủ của cái căn nhà trên đó. Em Vũ biết nhà này là bị chiếm đoạt đó, biết là người ở trong cái căn nhà này là không có giấy tờ pháp lý gì đó, nhưng mà em không thể giành được cái căn nhà đó, em không thể vào cái căn nhà bây giờ để chiếm lại. Thực sự rất là cay đắng và xót xa. Những ngày qua các bạn, thực sự em Vũ và Băng Ngọc đã rơi vào một cái trạng thái rất là khủng hoảng nha mọi người đó. Em Vũ sau 2 lần làm việc ở công an rồi, có tất cả những cái bằng chứng cũng như là đi đóng thuế hết rồi, nhưng mà cái căn nhà của ông bà nội vẫn bị người khác chiếm đoạt như vậy đó. Em rất là bức xúc đó, chính cái sự bức xúc của em đã khiến cho các bạn trầm cảm của em đó tái phát, các bạn thấy khổ chưa nè. Và hiện tại là mình chưa biết là trong cái thời gian tới em Vũ sẽ tìm cái cách nào để lấy lại cái căn nhà khi mà mọi việc nó đã đóng băng lại rồi mọi người. Trong 2 tuần trước thì Vũ có nói là nộp 6 cái tờ đơn lên công an đó, cũng như là ủy ban nhân dân các cấp để nhờ chính quyền địa phương vào cuộc xác minh và lấy lại cái căn nhà cho em. Tuy nhiên đã 2 tuần trôi qua, tức là hơn nửa tháng rồi các bạn, đến hôm nay là hơn nửa tháng, hôm nay là thứ ba đó, thì cái mọi việc nó bị lắng xuống rồi nha mọi người đó. Công an cũng không có mời Vũ lên làm việc nữa, và không biết là cái hồ sơ này sẽ được giải quyết như thế nào, trong khi cái bà Vân đó, được xem là chủ mưu của cái vụ việc này thì đang nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Còn cái người chủ nhà đang sống trong căn nhà của ông bà nội á, thì cứ khóa cửa im lìm đó, họ cứ nhẫn nhơ và sống một cách thoải mái. Cái người đau khổ nhất bây giờ phải nói đến là Vũ và Ba Ngọc. Dường như trong 2 tháng qua là hai cha con đã làm tất cả mọi thứ rồi mọi người đó, coi như là hết sức rồi, tiền bạc đổ ra cũng rất là nhiều rồi, từ tìm luật sư rồi kêu cứu cộng đồng mạng rồi đủ thứ linh tinh này kia đó, dường như là kinh tế cũng kiệt quệ rồi. Và mình nghĩ là trong cái giai đoạn hiện nay á, bà Vân thì bà rất là sung sướng, bà rất là vui mừng khi mà biết được cái thông tin này nha mọi người. Bà ta cứ quả quyết rằng là Vũ và Ba Ngọc sẽ chẳng làm được gì bà ta đó. Như mình cũng đã nói cho các bạn biết trong những cái video trước, đó là bà Vân này, mình nghe nguồn tin nói là bà có 2 cái thế lực chống lưng ở phía sau, mà 2 cái thế lực này mình nghĩ là rất là khủng chứ không phải đơn giản đâu. Cái thứ nhất là nghi vấn bà Vân này có một cái đội giang hồ đó, xăm trổ này kia đó, cũng máu mặt lắm, đứng phía sau. Cái thứ hai là bà Vân này có một người có thế lực chống lưng, mà cái người này mình không thể tiết lộ cho mọi người được biết được, tại vì cái gia thế của người này rất là lớn. Mà nếu như mà sau này cơ quan chức năng vào cuộc điều tra này kia thì mình sẽ tiết lộ cho các bạn xem. Còn bây giờ bà Vân là một người chưa bị cơ quan pháp luật truy tố nên mình chưa thể tiết lộ những cái yếu tố bí mật này. Mình không biết rằng trong cái thời gian mà bà Vân bà làm cái giấy tờ giả mà bán cái căn nhà này á, thì bà ta có ăn chia với những cái thế lực ngầm đứng sau hay không thì chưa thể biết được. Nhưng mà mình nghi vấn có thể là có cái sự ăn chia nào trong đó các bạn. Đến bây giờ thì mình nghĩ cơ quan chức năng cũng đang thụ lý cái đơn, tất cả những cái đơn này, và đang xác minh thôi. Tại vì khi mà xác minh một cái đơn á, thì mất rất là nhiều thời gian mọi người. Theo cái trình tự như thế nào các bạn biết không? Đó là khi một công dân, đó là ông Vũ đó, nộp cái đơn tố giác lên công an, thì công an các bước sẽ tiếp nhận cái đơn này và xem xét trong đơn đó,
người bị tố cáo trong đơn là ai. Sau đó công an sẽ từng bước và mời cái người trong đơn lên để làm việc, lấy lời khai làm rõ. Mà các bạn biết không, khi mà công an mời á 3 lần như vậy đó, thì công an mới được triệu tập nha. Mời lần thứ nhất mà người đó không lên thì công an sẽ mời lần thứ hai và tiếp lần thứ ba. Mà cái khoảng cách mà mời á thì mình nghe nói là khoảng 1 đến 2 tuần các bạn. Tình thử là cái đơn của ông Vũ mới gửi ra 2 tuần thì có thể là mất khoảng 2 đến 4 tuần nữa đó, mọi việc mới sẽ sáng tỏ được một chút ít. Nên bây giờ thì Vũ rất là nóng lòng rồi đó, em quá là bức xúc đó. Căn nhà chính chủ của em đó, em chỉ đi ra ngoài đi làm một thời gian thôi mà bây giờ quay trở về căn nhà thấy người khác chiếm lấy căn nhà rồi, ai mà không bức xúc các bạn không? Nếu như nhà các bạn thì các bạn có bức xúc không? Nhà mình sống từ nhỏ đến lớn đó, mà mình ra ngoài mình đi làm thời gian ở nhà, người ta họ lừa họ bán mất cái căn nhà này, thử hỏi ai mà không bức xúc. Nhiều người là khuyên Vũ đem cái 2 cái ổ khóa là khóa cái cửa trước của căn nhà và khóa cái cửa sau của căn nhà, hoặc là kêu công an hoặc là kêu dân hồ đòi tới là đòi lại cái căn nhà này. Nhưng mà mình nói cho các bạn nghe nè, việc gì thì cũng phải tuân theo quy định của pháp luật chứ không thể làm ngang ngang được các bạn đó. Tại vì Vũ đã nộp đơn lên cơ quan chức năng địa phương rồi thì hãy để vụ việc do cơ quan chức năng giải quyết một cách hợp pháp, hợp tình, hợp lý này kia đó, chứ không phải là ngang nhiên như vậy được nha mọi người đó. Thấy căn nhà của mình đó, thấy căn nhà của ông bà nội để lại cho em đó, nhưng mà em không vào được đó, thực sự rất là đau khổ. Mà các căn bệnh trầm cảm của em cũng đã tái phát rồi, trong cái thời gian tới thì mình không rõ là em có đủ sức khỏe để làm việc với cơ quan chức năng hay không. Mình chỉ mong, mình với mọi người á là cũng chỉ mong là Vũ cố gắng giữ gìn sức khỏe đó, và tìm mọi cách để lấy lại cái căn nhà trong cái thời gian sớm nhất. Mình không hiểu sao cái bà cô Văn ngay lúc bây giờ đã nộp 6 cái tờ đơn nhưng mà cơ quan chức năng vẫn chưa mời bà ta lên đó, mình cũng không biết được. Mình nghĩ là bà Văn này sẽ mời thôi, sẽ bị mời lên làm việc thôi, nhưng mà phải chờ cho công an xác minh đã, thì mọi việc phải đi theo trình tự chứ không phải là ngang nhiên này kia đâu mọi người. Trong cái thời gian qua thì Vũ cũng ở nhà chứ cũng không đi làm gì hết các bạn đó, em lo làm những cái hồ sơ này kia đó. Vì quá bức xúc trong cái vụ việc này á, Vũ mới đây mới đề xuất một cái phương án, đó là em sẽ ôm cái quần áo nè, rồi ôm mền mùng nè, đến ngủ trước tại cái nhà của ông bà nội luôn, nói chung là bám trụ tại đó luôn đó. Và yêu cầu là cái anh chủ nhà này phải mở cửa và đối chất đó, ai là chủ của căn nhà này, và sẽ bàn giao lại căn nhà cho Vũ. Tuy nhiên thì mình nghĩ là cái phương án này nó không hay các bạn, nó tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Tại vì các bạn biết không, Vũ là một cái người mà đang được bà Văn nhắm đến các bạn đó, đang được bà Văn truy lùng này kia. Mà nếu như mà em ngủ trước vỉa hè như vậy thì đêm hôm này kia thì biết đâu là cái bà cô hờ này, bà thuê dân hồ hay là bà dùng những cái thủ đoạn tiểu nhân này kia để bà hãm hại Vũ này kia thì mình cũng không biết được như thế nào. Nên tốt nhất mình nghĩ là Vũ không nên chọn cái phương án đó, mà bám trụ trước nhà ông bà nội này kia đó. Mình mới nhận được cái tin á, là Vũ và bà Ngọc cũng đã chuyển toàn bộ cái vụ việc này cho luật sư để làm việc rồi các bạn. Mà các bạn biết không, chuyển cho luật sư á, thì lúc nào nó cũng có hai mặt các bạn. Mặt ưu điểm á, là luật sư là một người giỏi nghề nè, học hành đường lớp nè, học hành có trường lớp này kia, có trình độ này kia. Và khi mà nắm một cái vụ việc tranh chấp á, thì luật sư sẽ biết làm như thế nào cho hợp lý đó. Tuy nhiên cái nhược điểm á, là khi mà mướn luật sư như vậy á, thì cái chi phí mình phải bỏ ra rất là lớn nha mọi người đó, không phải hề nhỏ đâu. Khi mà mình nghĩ là cái nhà của ông Vũ bây giờ 8 tỷ đi đó, thì cái phí mà cho luật sư á, thì ít nhất cũng 3 đến 4 5 triệu rồi. Mà nếu như mà kiện ra tòa này kia thì cái việc án phí này kia cũng không hề rẻ đâu nha mọi người đó. Tuy nhiên thì
Mình nghĩ là cái gì cũng phải hy vọng vào pháp luật các bạn. Đó, căn nhà của em thì sẽ thuộc về của em thôi, chứ không có người nào mà tranh giành được hết. Các bạn biết sao mà mình khẳng định là Vũ chính là sở hữu 100% của cái căn nhà của ông bà nội không? Tại vì á, em có cái bản di chúc nè, rồi em có cái giấy tờ gốc của căn nhà nè. Đó, và mới đây á, thì em được cơ quan chức năng hướng dẫn đem toàn bộ hồ sơ lên chi cục thuế quận 12 và nộp thuế. Điều đó có thể chứng minh em là 100% là chủ của cái căn nhà rồi. Và mới đây á, qua trích lục hồ sơ từ cái công ty Tân Hồng Huy, đó là chủ dự án của cái căn nhà của em á, thì cái hồ sơ trên công ty này á, chỉ rõ là người đứng tên trong căn nhà là ông bà nội của em. Và trong cái thời gian qua, cái căn nhà này chưa trải qua một lần mua bán nào hết mọi người. Có nghĩa là nếu như á, cái bà cô Vân á, bà bán lấy căn nhà của em hay là bà cho thuê này kia á, thì bà có lẽ là dùng một cái giấy tờ giả hay là làm một cái giấy tờ giả nào đó và thực hiện hợp pháp hóa cái việc giao dịch này. Đó. Tại vì nếu như mà chuyển nhượng một cách hợp pháp á, thì bắt buộc phải có con dấu nè, phải có chữ ký của những người trong công ty đó, xác nhận cái việc sang nhượng. Mình nghĩ là cái căn nhà này bây giờ chuyển nhượng bất hợp pháp, và cái người sống trong căn nhà của ông bà nội á, thì họ cũng chính là nạn nhân nha mọi người. Mà nếu như á, là trong cái thời gian tới á, mà họ sẽ không ra trình diện trước công an, thì chắc chắn cái người này sẽ bị công an triệu tập hay là truy tìm gì đó các bạn. Mình nghe nói là anh chủ nhà này đã được công an mời lên nhiều lần rồi, nhưng mà anh ta từ chối và tránh né đó. Nhưng mà công an muốn triệu tập này kia thì phải trải qua một cái thời gian nhất định, đó là cái quy trình với mọi người. Mời như như mình đã nói rồi đó, mời 3 lần mà không lên thì công an bắt buộc phải triệu tập và làm rõ cái đơn này. Mình nghĩ là cái anh chủ nhà này cũng không nên trốn tránh mãi như vậy đó. Anh ta nên là ra trình diện trước công an này kia, rồi trước pháp luật, và trình toàn bộ cái giấy tờ ra. Nếu như mà anh ta anh có bị bà Văn lừa đảo hay này kia thì anh ta phải làm một cái tờ đơn và tố cáo bà Văn ra tòa này kia đó, để đòi lại số tiền mà anh ta đã mua cái căn nhà trên. Còn cái căn nhà kia là không phải của anh thì anh phải trả lại cho anh Vũ đó. Giờ anh ta cứ tránh né như vậy thì cái vụ việc nó cứ kéo dài mãi như vậy các bạn, cũng chẳng đi tới đâu hết. Thật sự nó làm cho phiền hà cho người ta các bạn. Không chỉ Vũ mà cả chính anh chủ nhà cũng không thoải mái gì khi sống trong cái nhà này trong cái thời gian vừa qua. Còn cái người á, khốn nạn nhất á, đó chính là bà cô Hờ. Bà ta chính là chủ mưu của tất cả các vụ việc. Mình không rõ là cái thời điểm bán căn nhà của ông Vũ á, là bà ta bảo có nợ nần hay là gì không, hay là chính vì lòng tham của bà đó. Cái thời điểm đó là bà ta là bà biết thằng Vũ là có một cái bản di chúc luôn đó, có một cái bản di chúc cho ông bà nội để lại luôn. Trong cái dòng họ của ông bà nội á, tất cả mọi người đều biết là ông bà để lại cái căn nhà này cho ông Vũ đó. Tuy nhiên thì chỉ có một mình bà Văn này, bà đứng ra bà chiếm đoạt cái căn nhà của ông Vũ đó. Các bạn thấy bà này khốn nạn không? Bà biết bà lừa ông Vũ bán cái căn nhà bằng cách nào không? Tức là khi mà ông bà nội của Vũ mất đi nè, rồi mẹ của Vũ mất đi nè đó, thì bà ta bà mới tiếp cận Vũ, và bà dùng những cái lời lẽ ngon ngọt á, bà nói Vũ á là con hãy đi làm đi, rồi cái căn nhà này để lại cô thuê 8 triệu đồng một tháng, sau này con lớn lên á thì cô sẽ bàn giao cái số tiền thuê nhà lại cho con đó. Thằng Vũ lúc còn nhỏ rồi các bạn, nó đâu có biết chuyện gì đâu, thì cứ nghe theo cái bà Văn như vậy. Rồi cuối cùng khi bà Vũ nó quay về thì biết cái căn nhà này đã bị bà Văn bán cho người khác rồi. Chính chính là Vũ nói là đã nghe thông tin từ anh công an phường á, nói là cái nhà này đã bán lại cho người khác rồi đó. Các bạn thấy ác không? Mà lúc này Vũ nó bơ vơ, nó đâu có ai bên cạnh đâu đó. Thật thử là thằng Vũ nó mới đi bộ từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để gặp người bạn của mình á, và nhờ người bạn của mình cầu cứu. Thì rất vui là Vũ cũng gặp được ba Ngọc rồi
Thì hai cha con trong suốt cái thời gian vừa qua thì cũng hợp tác với nhau và đi gõ cửa cơ quan chức năng để đòi lại cái nhà cho em. Thực sự các bạn, nếu như mà không có Băng Ngọc thì không biết cái việc đòi nhà của em Vũ bây giờ đã đi tới cái giai đoạn nào nữa mọi người. Tại vì một mình em á, thực sự là cũng không làm được cái trò trống gì hết mọi người. Đó, trong khi em là bây giờ cái chứng minh nhân dân thì cũng bị bà Vân là chiếm giữ rồi. Rồi tiền bạc của anh Vũ á, 26 triệu đồng thì bây giờ bà Vân cũng đã chiếm luôn, bà trả chưa hết luôn. Cái bà Vân này thật sự bà quá là ác độc, mình không còn cái từ nào để diễn tả bà Vân này cho mọi người nghe được. Mình không nghĩ là trên đời là có một cái hạng người mà khốn nạn như bà Vân như vậy. Mình hy vọng á, là cơ quan chức năng sẽ sớm vào cuộc điều tra và bắt giữ cái bà này, cũng như là lôi cái bà này ra trước pháp luật. Rồi, Mình Khó TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu như có tin gì mới thì Mình Khó TV sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn xem.